Để lại. Rồi máy đang ma lên nè. Giờ máy cắt tháo ra kiểm tra nè. Rồi tháo ra đi. Kiểm tra dao ren đầu bò nha. Đây. Ba bộ dao nè. Nhỏ lớn, nhỏ trung lớn. Mình xịt nhớ tôi dít trục giác. Rồi. Trong đây nó có cho một bình nước giải nhiệt nè. Đầu bò nha. Đầu bò nguyên vẹn ha, không có bã gì nha. Rồi gắn vô cho chạy rồi. Đây motor chạy bình thường ha. Nhanh chậm nè, cái này chế độ chậm nhanh nè. Rạng qua chậm đi. Đó chậm nè. Rồi chạy không có kêu gì hết nha. Rồi giờ đi giao luôn nha. Khi xài nhớ lấy cái nhớt mà nhớt máy may á, xịt vô cái lỗ này nè, khửi nó ra xịt vô đây nè. Xịt vô hai bên đây nè. Để cho nó đừng có cho cái motor nó chạy nó êm nha. Mấy cái nhông á